Em nói em thích người cá tính đúng không? Cô này rất là cá tính, thích em là hồi cô tấn công của cô em luôn. Em sợ không? Dạ không, dạ. Dạ không, không được chùn bước trước cân thù. Không được. Rồi. Ở đây là người yêu. Ở đây không phải quân thù. Không, nhưng mà mình ấy mình áp dụng vào đây cũng được. À, mình cứ coi như người yêu là quân thù đi. Vâng, mình không sợ gì. Đúng tinh thần của chiến sĩ. Bạn trai này đặc biệt quá ta. Mắt đẹp quá ha. Ờ. Chị cứ khen ngại. Nhưng mà tại sao? Tại sao 4 năm vừa qua em không có tìm được cô nào mà phải nhờ đến chương trình ngày hôm nay? Dạ, tại học năm đại học năm 2 em chia tay bạn nữ thì em cũng lao vào em học với lại chơi đá banh không à. Xong cái em đi bộ đội luôn. Thì em cũng thấy tới giờ luôn. Bây giờ muốn chừng nào lấy vợ? Dạ nếu mà được thì năm sau rồi ơi. Còn mà mình lấy về rồi vợ chồng mình sống ở đâu? Dạ bạn nữ có chịu ở làm dâu thì ở về nhà em ở. Dạ tại em con một trong nhà. Coi như là bây giờ là nếu là lấy em là em làm dâu. Em không làm dâu ạ. Đúng rồi. Dạ. Em sao làm dâu được? Nói với em á, ý là bây giờ mà anh lấy em á là em phải làm dâu. Dạ vâng. Trời ơi, nói từ rõ. Tôi mồi ba cho. Giày thì kêu làm dâu sao được? Mồi cho mà cũng không được nữa. À vâng. Tại chị em tưởng chị đang nói chuyện với em. Em mạnh mẽ mà. Hả? Em mạnh mẽ. Mạnh không? Mạnh. Trên đời này em sợ cái gì nhất? Dạ sợ ma chứ. Em gặp ma lần nào chưa? Ma. Dạ chưa nhưng mà vẫn sợ. Chưa gì có gì đâu sợ. Mà tại nó ghê biết, quá. Biết nó ra làm sao đâu mà sợ. Nó ra làm sao? Em sợ cái gì của con ma? Dạ em sợ cái em chưa thấy con ma nhưng mà em thấy nó sợ thôi. Ủa vậy rồi bây giờ rủ như mà đi hành quân rồi đi vô trong rừng sâu rồi này kia rồi ban đêm rồi sao em đi? Em sợ nhưng mà em vẫn đi chị. Cứ không sợ, không sợ. Vượt qua nỗi sợ hãi. Vâng, cứ trong đầu cứ suy nghĩ không sợ, không được sợ, không được sợ. Chứ đi trong rừng không sợ thú dữ mà đi sợ ma. Thường mấy người sợ ma sợ động vật lắm á. Em sợ động vật có vú hả? Kỳ vậy? Dạ. Sợ động vật có vú hả? Con nào thì hay thấy thì em không sợ, con nào ít thấy thì em sợ. Ví dụ con gì là sợ? Dạ, ví dụ như con hổ, ấy, con báo, ấy, con gấu này kia thì em sợ. Có cái con mà 4 năm nay chưa gặp chắc cũng sợ. Dạ. Không có sợ cái gì hết. Vâng, bữa nay hết sợ rồi. Bữa nay hết sợ nha không? Ơi, thiếu quý mà sợ ma, sợ động vật có vú. Ảnh yếu đuối vậy. Rất là men. Ồ vậy hả? Rất đẹp trai. Chị đảm bảo nhìn là em mê liền. Nhưng mà có cái vụ đó cũng hơi ngộ ngộ thôi. Hả? Chào anh. Chào em gái. Dạ. Dễ thương. Trong cái môi trường huấn luyện của quân đội đó. Dạ. Có sợ cũng phải đi. Đúng rồi. Có run cũng phải bước. Nhưng mà đang run bước mà gặp động vật. Không, nhưng anh nghĩ rằng với cá tính của em, em cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cái anh chàng sợ ma với sợ động vật có vú bên đây. Nhưng mà anh nói nè, em có thích anh bộ đội không? Em thích chứ anh. Ông em cũng là bộ đội. Ừ. Cũng đi hành quân vào Nam. Ừ. Rồi cái hồi bé ông em hay cho em xem những cái tấm hình của những đồng đội của ông, những anh, những người chú rất là đẹp trai. Thì từ đó nuôi dưỡng trong em một cái tình cảm đặc biệt dành cho hình ảnh người lính. Em có biết bộ đội là phải huấn luyện nhiều lắm không? Em biết anh. Có kỷ luật quân đội, biết dạ. Không? Có sự hy sinh. Dạ. Em có chấp nhận những điều đó không? Em nghĩ là em chấp nhận. Như vậy là được, đủ rồi. Cảm ơn em. Anh nói đi. Lần đầu tiên gặp nhau em thấy anh sao? Anh em thấy anh thế nào ạ? À? Em thấy anh đẹp trai. Trẻ. Anh run lắm hả? Cũng hơi run một tí tại vì ngồi trước người đẹp ấy. Bây giờ anh có ham mê đá bóng nữa không? Giờ thì cũng một tuần hai lần thôi, nhưng mà sân bóng bây giờ nó ở trước đơn vị rồi thì cũng khỏe. Nếu như mà anh mê đá bóng quá cho em đi cùng cũng được. Em có đá bóng không? Em không, đi cổ vũ thôi anh. Thời gian rảnh của em thì em thường làm gì? Bởi vì em mới vào đây cho nên em ít bạn bè lắm anh.
thường thời gian rảnh thì em cũng thường ở nhà thôi, hoặc là chơi những nhà ông bà, nhà cô chú, họ hàng. Bọn anh bộ đội thì nó thời gian nó gò bó thì em có chấp nhận được không? Một tháng anh cho một, gặp em mấy lần? Một tuần, ví dụ như nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho anh mà thứ bảy chủ nhật mà được nghỉ thì có thể chơi với em được, ví dụ một tuần khoảng 1-2 lần. Thế là được rồi anh. Anh nghĩ điều gì quan trọng nhất để hai người có một mối quan hệ dài lâu? Là tin tưởng nhau, cái tình cảm chân thành. Dạ. Nếu như ví dụ em có nóng tính quá và trong lúc không kiềm chế được em làm anh buồn thì anh... Cái nóng tính thì ai mà nóng tính với anh ấy thì anh cũng im lặng ấy, xong rồi kệ người ta. Xong rồi cái người ta khi nào hết thì bắt đầu khi nào mà bớt đi, ví dụ ngày mai thì mình ra mình nói là ừ hôm qua như này như kia vậy thôi. Dạ. Em rất là thích được người yêu chiều chuộng, anh có ngại vấn đề đấy không? Không, cái đấy thì tất nhiên là người mình yêu thì mình phải chiều thôi, giống như mẹ của mình ấy thì mình thương và mình quý vậy. Dạ. Thì người yêu mình thì mình phải chiều, còn sợ chiều người khác ấy, chiều người yêu thì không sợ. Chứ nếu mà quen nhau ấy thì bao lâu thì em tính tới hôn nhân? Em nói thì ngại quá, nhưng em cũng nôn lấy chồng lắm rồi. Nếu mà được ấy, thì em cho anh một cơ hội để mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Em có chuẩn bị một bài hát ngắn để tặng anh. Tặng quý vị khán giả. Nói lên cái mong muốn của em về tương lai, về hạnh phúc. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Nhé anh, yêu em mãi luôn. Nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chân đôi trên lối về. Không nào. Trai hát tặng lại liền. Dạ, vâng. Mình đứng lên, mình nắm tay bạn gái, mình hát tặng bạn ấy. Mạnh mẽ lên, đây không phải ma mà cũng không phải động vật có vú. Mạnh lên Thúy Tùng. Xin hát. Bài hát Nhìn mắt bạn gái hát kìa, Thiếu Thúy Tùng. Dạ. Làm người yêu anh nhé. Anh hát đi. Baby. Dạ. Dạ, không, bài hát. Bài hát. Đúng rồi, bây giờ mới bắt đầu hát đúng không? Bây giờ bắt đầu vô á. Đúng rồi. Em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ, anh hưng hở quá nên anh lo sợ bơ vơ, đợi chờ đôi mắt ngoan em ngằng ngó sang anh thân thờ bơ phờ, đôi mắt mơ anh đã cố thấy đêm mảnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn, nó yêu má hồng mắt cong bờ môi mỏng rất khó. Vì lo trong trái tim em đã có ai, nhưng nếu em là sai thì anh không cần đúng. Trời ơi, người yêu mình anh được không? Giờ sao lại xua lạnh nơi đây mùa đông, là ngày ta xung vầy quá lắm, con tim hào gầy lắm trong tình yêu đông đầy. Hay để anh chứng minh cho em thấy. Rồi, được rồi hai bạn. 30 giây nhắm mắt suy nghĩ và đi đến quyết định. 1 2 3 Hết thời gian.